Gần đây thì báo đài có đưa thông tin về việc là không khí ở Hà Nội bị nhiễm bụi, mức độ ô nhiễm khá là cao, đặc biệt là cái bụi mịn có ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của người dân. Khi mà biết đến chương trình của A.O. Smith thì tôi cũng khá là quan tâm, bởi vì thực ra là tôi cũng đã có nhu cầu là muốn tìm hiểu và muốn mua máy lọc không khí, cho nên là được dùng thử thì tôi thấy rất là sẵn sàng. Bởi vì là như mà mình vừa chia sẻ, đó là mình cảm thấy cái khí hậu rất là ô nhiễm và mình muốn cả gia đình mình sẽ được hít thở một bầu không khí tốt hơn. Thế thì nhà anh, gia đình em có con nhỏ, cũng có bố mẹ lớn tuổi, thế thì anh cũng muốn là chất lượng cuộc sống nó thay đổi hơn. Đấy thì thấy chương trình nó hữu dụng, và cũng một phần nữa là khi mà nếu mà tham gia chương trình mà nếu mà mua mình được giảm giá. Thế thì anh cũng muốn tham gia nên em đăng ký, rất may mắn là đã là một trong những người được tham gia chương trình trải nghiệm này. Thực ra thì cái sản phẩm máy lọc không khí mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mình lại đánh giá rất là cao về máy lọc không khí A.O. Smith này. Thứ nhất là trong 30 ngày sử dụng thì mình cảm thấy gia đình mình ngủ buổi tối ngon hơn. Gia đình mình có một mẹ chồng thì hít thở không khí thường hơi khó một chút bởi vì mẹ bị hen. Thế nhưng mà một tháng vừa rồi thì mình cảm thấy sức khỏe của bà tốt hơn hẳn. Đấy là điều mình rất hài lòng. Nếu mà để phòng khách thì thấy là trong cái thời gian mà mình dùng, ví dụ là nấu nướng hoặc là sinh hoạt bình thường, thì phòng khách cũng là cái nơi mà tập trung khá là nhiều lượng bụi này, hoặc là mùi các thứ của cuộc sinh hoạt, thì em thấy là cái chất lượng không khí nó tốt hơn hẳn, bụi nó giảm hẳn nếu mà so với việc mà mình không dùng máy lọc không khí. Cái thứ hai là khi mà mùi thì nấu nướng các thứ thì nó cũng hết rất là nhanh. Nếu mà sử dụng mà khi mà em chuyển vào trong phòng ngủ ấy, vì đơn giản cái máy này có bánh xe di chuyển nó rất là dễ, thì khi mà di chuyển vào trong phòng ngủ thì em thấy là cái giấc ngủ thì nó ngon hơn. Đấy ạ, cái chất lượng không khí và mùi bên trong phòng ngủ nó cũng gần như là hết. Sau một tháng dùng thử thì tôi thấy là khi mà bật thường xuyên thì không khí ở trong nhà nó cảm giác nó trong lành hơn. Không bị bí, vì ngay phía sau khu chung cư này là khu công trường, cho nên gần như là tôi phải đóng cửa ở hành lang thường xuyên. Nếu mà nói về máy lọc không khí A.O. Smith của mình thì em thấy ấn tượng nhất là cái tính năng lọc bụi mịn, vì là cái máy được trang bị cái công nghệ độc quyền liên quan đến công nghệ là đo đồng bộ bụi mịn thực tế trong không khí. Và em cũng biết là những cái máy lọc không khí khác thì nó chỉ thể hiện bằng màu sắc thôi, nó cũng thể hiện rõ là nồng độ bụi hiện tại đang là bao nhiêu. Tính năng lọc nhanh, chắc là vì nhà mình không phải là chung cư mà nhà mình là nhà riêng, nên là khi mà mình ấn chế độ lọc nhanh thì chỉ trong vòng khoảng độ rất là ngắn nó đã giảm được cái mức độ cho phép, mà mình cảm thấy là rất hài lòng về điểm đấy. Ngoài ra thì mình thấy màn hình của A.O. Smith nhìn rất dễ hiểu, vì là màn hình điện tử dễ sử dụng. Thì thực ra thì nhà mình cũng đã từng sử dụng một sản phẩm của A.O. Smith rồi, đó chính là máy lọc nước, và mình sử dụng sản phẩm đấy và mình hoàn toàn tin tưởng sản phẩm này. Tôi ấn tượng nhất là tính năng lọc nhanh và cái tính năng hiển thị thông số ở trên màn hình, bởi vì tôi có thể trực tiếp xem là chất lượng không khí ở nhà mình như thế nào trước khi sử dụng máy và sau khi sử dụng máy. Mình sẽ cho điểm 9. Chắc mình cho khoảng 8,5. Em thì cũng người xông xênh, em chấm 9,5 ạ.